trái tim em liệu có thể rung động thêm một lần nữa? Mẹ đừng lấy chú Bảo. Chú Bảo sẽ giống ba. Chú Bảo sẽ đánh mẹ. Con không có muốn mẹ bị đau nữa. Mẹ biết rồi. Lục Lạc, mẹ sẽ không lấy ai nữa. Mẹ hứa, từ đây về sau mẹ chỉ yêu một mình Lục Lạc thôi nha. Mẹ hứa. Mẹ hứa nha mẹ. Mẹ có thấy thứ mà con đang thấy không? Trời ơi, cái áo thôi mà, chứ đâu phải ma đâu. Ờ đúng là đồ nhé. Nhưng lúc nãy á, mẹ cũng sợ mà, đúng không? Mẹ đâu có sợ đâu. Trên đời này á, là chỉ có ma, là do con tưởng tượng ra thôi. Mẹ nói thiệt hả mẹ? Ừ. Con đang vẽ gì vậy? Dạ, con đang vẽ con vẹt. Đâu? Ôi, con gái này dễ đẹp quá nè. Ê bà, mới tới phải không? À, xinh đẹp mà mẹ đơn thân nữa, để ý mấy cha chồng mình nha bà. Chứ từ bữa tới đây á là mấy cha nhố nhăng lắm rồi đó. Các bạn, bà nói giỡn là sao vậy? Đẹp như vậy á thì chỉ có cặp đại gia thôi. Mấy ông ở xóm mình làm gì có cửa. Trời ơi, đề phòng vẫn hơn bà ơi. Trời chứ, nhìn lúc mày này sắc bén như vậy nè. Có đi làm gái thôi. Ê, ê bà, hình như trong bà kìa. Ủa, đó, thấy em, không? Em bán trà sữa hả? Dạ. Về một tiếng trong cho ống đi nha. Nhìn con mắt kìa, lé con mắt bên phải, chụp con mắt bên trái rồi đó, thấy không? Em có tới đúng không? Sao tôi đi đâu cũng gặp bà hết trơn vậy? Thế em sửa lắm hả? Không có. Anh đi giao hàng vậy á, cho nên anh khát nước quá. Anh định mua trà sữa uống cho đỡ mệt vậy mà. Ừ, về cho uống sữa nha. Được rồi, anh đi giao hàng tiếp ha. Anh đi ha. Hay lắm nè. Đi tiếp. Cậu là con gì? À, mẹ. Mẹ đã làm việc rất là vất vả rồi. Mẹ uống đi mẹ. Cái này cô giáo cho con hả? Cô uống đi. Dạ không phải, là chú kia kìa mẹ. Lục Lạc, con ở đây đợi mẹ chút xíu nha. Dạ. Con gái. Dạ. Cho con nè. Dạ, em cảm ơn cô. Ừ. Cảm ơn anh nha. Ừ, không có chi. Nhưng mà lần sau đừng có làm như vậy nữa. Ba, sao cô ấy cho con sữa vậy? Ờ, tại vì cô ấy á thích con á con. Thôi, cha con mình đi về nha. Dạ. Lục Lạc, mẹ đã dặn con là không được lấy đồ của người lạ mà. Nhưng chú đó đâu phải người lạ đâu mẹ. Chú đó là ba của bạn học trong lớp con mà. Đâu có xa lạ gì đâu mẹ. Vì mẹ càng đẹp sẽ càng sớm đi lấy chồng, mẹ sẽ bỏ lại bạn giống như mình thôi. Nhưng mẹ mình hứa
Mẹ chỉ yêu một mình thôi. Mẹ sẽ không đi lấy chồng. Đừng tin vì người lớn chỉ nói dối thôi. Ơ, ngoại mình tới rồi. Ba nha, mình về trước đây. Lục Lạc, sao giờ này con còn chưa về? Con làm sao đấy? Thôi, con bị sốt rồi. Con ngồi đây chờ cô. Cô vào trong kia gọi điện để mẹ đón con về nhá. Tôi nghe nè cô giáo. Hả? Lục Lạc bị sốt hả? Dạ dạ rồi. Tôi tới liền. Lục Lạc! Lục Lạc ơi! Anh Trung! Anh ở đây hồi nào vậy? Ơi! Cái kho này á, của em họ anh. Ờ mình này quà. Mai mốt em làm cái chuyện gì nặng á thì em nhờ anh một tiếng. Chứ có đâu đàn bà con gái tay yếu chân mềm. Em leo chèo cửa này á, lỡ như có bờ gì rồi sao? Nói đúng không? Nè! Anh làm gì vậy? Tôi la lên đó! Ù tôi ra! Thôi mà! Anh biết rồi. Em lấy giá bao nhiêu, anh có rất là nhiều tiền. Em cần bao nhiêu, anh đều cho em hết. Buông tôi ra. Thôi đã, buông tôi ra. Buông tôi ra. Bỏ người ta, buông tôi ra. Buông tôi ra. Bỏ người ta. Buông tôi ra. Buông ra. Buông ra, bỏ người ta. Dạ nghe nói anh có làm gì đâu. Hồi nãy cô ạ, cô kêu anh vô đây nè, bưng giùm cổ mấy đồ chứ đó đó. Rồi cái cổ quyến rũ anh, anh đâu có chịu đâu. Anh nói anh đã có vợ có con rồi. Một khoai cổ nặng nặng cái gì. Cái con chó cái kia. Mày có thèm đàn ông á thì đi chỗ khác. Mày muốn tao cắt chuội hay là tao lấy keo 502 để dán cho mày dính lại cho mày khỏi đi quyến rũ người khác hả mày? Hả mày? Chỉ có người mù á mới không nhìn ra cái loại người rác rưởi như ổng. Đàn ông có vợ có con rồi mà còn đi rình mò mẹ đơn thân để mà sàm sỡ. Tôi còn chưa kiện chị cái tội mà thả người đàn ông này ra ngoài xã hội. Mình vô xã hội. Vợ tin anh đi. Hồi nãy cô nói á, cô ly dị chồng lâu rồi, lâu ngày cho nên thèm cái mùi đàn ông. Nè, chính cô hồi nãy cô còn nói á, tôi chịu cô đi rồi cô sẽ cho tiền tôi. Cô có rất là nhiều tiền, đúng không? Nè, tôi nhìn ông lâu rồi nha. Bị ổi, vô lâm sĩ. Tôi nhìn mấy người nãy giờ nha. Mấy người dám làm gì tôi hả? Tôi làm tớ cũng chuyện với mấy người đó. Nó đó, vợ thấy không? Hung dữ vậy á, sao chồng dám? Mỗi lần nữa hả? Mày đã đi giật chồng người khác rồi. Mày còn dở giọng đạo lý hả? Hôm nay hả, tao sẽ thay những người phụ nữ ở đây dạy cho con hồ ly tinh như mày một bài học mới được. Mày ngon lắm. Vợ. Trai đẹp. Em có sao không? Nó quyến rũ chồng tôi phải dạy cho nó một bài học mới được. Nè bà kia, bà má mắt to lên nhìn chồng bà đi. Nhìn từ trên xuống dưới nhìn kỹ vô. Có chỗ nào đáng để cho cô ấy quyến rũ không? Hả? Ê, cũng đúng mà. Ê, mày nói gì vậy? Nói cái gì? Tôi chưa lập gia đình, chưa vợ, chưa con, là một giám đốc của một công ty. Theo đuổi cô ấy cả năm nay mà cô ấy còn chưa chịu. Muốn chi lộng hả? Còn bà nữa. Bà về coi chồng bà đi. Coi chừng chồng bà cho bà hai cái sừng nữa thành bốn cái bây giờ. Vợ tin anh đi. Nè, hai đứa bay là đồng bọn đúng không? Mày có tin á là tao gọi công an bắt hết tụi bay không? Vì có tội dám xúc phạm danh dự của người khác. Bảo đi, ở đây có camera đó. Em có muốn gọi công an tới không? Đúng rồi đó, gọi liền đi. Bộ đẹp là không có tội hay sao? Không có đi quyến rũ chồng xấu người khác hay sao? Gọi đi, để hôm nay coi hả? Ai quyến rũ ai cho biết. Gọi liền, gọi đi, xong rồi. Dạ. Thôi mà vợ. Em Hòa. Cô Hòa. Tôi xin lỗi cô, hồi nãy á, tôi đùa chút thôi. Có gì á, cô bỏ qua cho tôi ha. Đùa
đùa hả? Đùa hả? Đùa mà cưỡi đầu cưỡi cổ người ta rồi còn xé áo người ta nữa hả? Đùa hay quá. Lỗi rồi. Mày vợ tha mày cho anh đi mà. Anh biết lỗi rồi vợ. Mày về đây nè. Mày biết tay tao. Không có. Không dở. Biết gì đây? Em có sao không? Cô có bị sao không? Sao cô bất cẩn quá vậy? Tôi không sao. Cảm ơn anh nha. Mà anh sợ mất đồ hay sao mà gắn camera ở nhà kho vậy? Kim Hoa, vì ở đó có một thứ còn quan trọng hơn bản thân anh nữa. Mẹ sẽ không lấy chồng. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ Lục Lạc đâu. Đừng có yêu tôi. Vì cả cuộc đời này tôi chỉ dành cho con gái tôi mà thôi. Mày thương mày lắm hả? Cũng dám đâu nè con. Trời ơi, mẹ mày sắp bỏ mày đi lấy chồng đại gia rồi. Còn mày ha, chuẩn bị ra rìa nha con. Chỉ có trại mồ côi là chứa mày thôi. Mẹ sẽ không lấy ai nữa. Mẹ hứa, từ đây về sau mẹ chỉ yêu một mình Lục Lạc thôi nha. Mẹ hứa. Mẹ hứa nha mẹ. Con không thích mẹ đẹp. Bạn không vui vì mẹ mình đẹp hả? Vì mẹ càng đẹp sẽ càng sớm đi lấy chồng. Mẹ sẽ bỏ lại bạn giống như mình thôi. Vậy thì anh sẽ dành cả cuộc đời này cho hai mẹ con em. Chị, em đã tìm khắp nơi nhưng mà không thấy Lục Lạc ở đâu cả. Em có hỏi bé Hà, bạn thân của Lục Lạc, thì biết là bạn lo cho mẹ đi lấy chồng nên bạn không yên tâm chạy về nhà để giữ chân mẹ ạ. Cảm ơn cô. Lục Lạc. Lục Lạc. Lục Lạc. Mẹ nói dối. Mẹ không thương Lục Lạc nữa. Mẹ chỉ thương chú Bảo thôi. Lục Lạc. Lục Lạc ơi. Lục Lạc. Xe mày qua đây. Lục Lạc. Lục Lạc bỏ đi rồi. Bình tĩnh lại. Em yên tâm, anh sẽ mang Lục Lạc về đây cho em. Lục Lạc. Lục Lạc. Lục Lạc ơi. Lục Lạc, đứng lại con. Chúa lành được thật thời gian, những nỗi đau thương khép kín em dịu bên lề. Đôi tay mẹ là bài thuốc sưởi ấm tâm hồn, cho con biết mẹ là hạnh phúc bản thân. Ngàn lời ca hát vang vọng từ trái tim, dâng lên mẹ người hiền hòa người yêu thương. Mẹ cứ mãi là tấm
lại làm cho mẹ hết đau đó. Con yêu mẹ nhiều lắm. Để con trở về bên những nỗi đau thương, mẹ cũng cần bình yên. Hãy để con sưởi ấm chưa lạnh từng ngày qua. Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn. Không có ba, Lục Lạc sẽ bảo vệ mẹ. Lục Lạc của mẹ ngoan lắm. Mẹ ơi, mẹ nhìn con nè mẹ. Mẹ có làm được giống con không? Mẹ nhìn con nè. Phụ nữ à, hãy mạnh dạn lên tiếng và ly hôn. Khi thấy có dấu hiệu bạo lực gia đình, nhất định không thỏa hiệp. Đừng cố sống với người đàn ông có dấu hiệu bạo lực vì con, vì sĩ diện của bản thân hay ba mẹ mình. Đừng để đứa trẻ lớn lên trong bạo lực gia đình, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.